Trúc Trương và Thông Trần đây quý vị. Hôm nay chúng tôi trở lại với chương trình Tâm sự Địa ốc, một cái new listing của Trúc Trương và Thông Trần tại thành phố biển Huntington Beach quý vị, với giá bán là 1.370.000. Nhà rộng khoảng 1.530 square feet, cái lot size khoảng 7.000 square feet quý vị, xây năm 1961. Có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm ngay corner lot, rất là đẹp quý vị, có nhiều chỗ đậu xe hai bên góc đường nha quý vị. Chỉ cách khu Lý Đô Sài Gòn khoảng chừng 10 phút lái xe thôi quý vị. Trong một khu phố rất là yên tĩnh nha. Ở phía trước, Trúc Trương đang đứng ở đây là phía trước của căn nhà nè. Đi dài dài ra đây là cái driveway của căn nhà, đậu thêm 3-4 chiếc xe và có thể đậu được cái RV ở bên hông này quý vị, ngoài cái gara hai chỗ đậu xe nha. Quý vị thấy không, cái driveway rất là rộng rãi luôn, chán country sạch đẹp hết rồi, mà còn có hình những cái hình coi như những cây trúc cây tre rất là đẹp trên cái sàn country của căn nhà. Ở bên góc này là một cái góc đường khác của căn nhà này, ở bên cái sân vườn đằng trước quý vị thấy rất là dễ thách ke, không chỉ là bãi cỏ rồi những cây bông hoa điểm trên cái nền cỏ này, có trai cái gọi là cái sidewalk, cái lối đi rất tiện lợi nha quý vị ha. Rộng rãi yên tĩnh của một buổi sáng của miền Nam California nha. Một cái căn nhà rất là im ấm ha. Mặc dầu nắng ấm đó nhưng mà gió cũng mát nha quý vị. Ngay trong cái khu phố này nó rất là yên luôn ha. Thành phố biển thì quý vị sẽ thấy là cái gió biển nó rất là mát, mang tới một cái không khí ngoài cái không khí trong lành ra là mang tới sự tươi mát cho những người sống trong cái khu phố này nha. Bây giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần đi vào bên trong của căn nhà để mình tìm hiểu xem có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm của một cái căn nhà đã được upgrade hết rồi. Quý vị chỉ cần dọn vô là ở, mình không còn thắc mắc tốn tiền gì để làm cho căn nhà này nữa nha quý vị nha. Đây là một cái cửa, cái cổng sắt là cổng rào, rất là an toàn, safety cho người ở trong ngôi nhà này nha. Và đây là cái bếp bầu đo này quý vị, một cái cánh, một cái cặp cửa ở kính nhưng mà có cái phem sắt, cái gọng sắt rất là giá trị cho căn nhà một tầng mà được double door, nó tăng thêm cái giá trị sang trọng của căn nhà nha quý vị. Let's go feel some music. I'm headed to the floor. I'm coming straight to the top. I'll keep you wanting more. You'll have to beg me to stop. It's not a question of if I'm the king of my crop, 'cause I'm a bringing moves of steam and no, don't you know. Let's go everybody circle around, turn it up a little louder. Let's go everybody rocking around, one hand screaming shouting. Let's go feel the music. Let's go feel the music. Let's go feel the music. Been talking about, came here to shut it down without a care in the world. Who need permission for bringing you to the show? You name it, we gon' claim it, never shame it, taking control. Everybody circle around, turn it up and feel the music. Chúc Trương vừa bước vô bên trong căn nhà, Chúc Trương thấy là một cái sàn gạch bóng với màu xám rất là sạch, màu xám nhưng mà lại làm cho căn nhà nó không phải tối quý vị, tại vì cái ánh bóng của cái độ bóng của cái sàn đó làm cho nó sáng rực lên căn nhà, làm cho rất là rộng rãi trong cái diện tích của một cái phòng khách nè, open ra ở ngoài đây. Ở bên phải chút là cái dãy phòng ngủ hay diện tích ở đây nguyên là cái phòng khách đây nè quý vị, còn ở bên tay trái là nguyên một cái dãy bếp và những cái phòng ăn nằm ngay chỗ này, nó open ra như thế này nè quý vị ha. Ngay chỗ cái diện tích này quý vị đi vòng hết là
living room. Ở bên đây nó còn nhiều space thì hiện tại cái người chủ nhà họ dùng làm giống như office thôi. Ở sau cái cánh cửa garage đó là cái cánh cửa đó là cái garage đó quý vị ha. Sau đó cánh cửa của hai cái garage nha. Các cái đồ đạc trong đó nhiều thì Trúc Trưng không đi vô, chỉ là để biết là cái garage nó access vô trong nhà. Ngay chỗ này là một cái bộ bàn ăn 8 ghế nè quý vị. Thấy không? Bộ bàn ăn 8 ghế nó là một cái không gian mở giữa cái phòng khách, cái living room và cái kitchen. Kitchen khá rộng luôn, cái người chủ nhân căn nhà này họ thích nấu ăn lắm quý vị. Thành ra họ đã extend ra cái bếp này, nó rộng rãi vô cùng luôn. Ông nguyên một cái diện tích này là cái phòng ăn nè, một cái island rất là lớn ngoài chờ ngoài cái bàn ăn 8 ghế rồi không? Ngại lên quá trời lớn ở đây. Tủ đồ quá trời, mặt đá. Một cái sinh, single sinh nhưng mà một cái sinh rất là lớn ha. Cửa sổ xung quanh đây có hai lối ra, ở lối bên đó rồi lối bên đây cũng có thể đi ra sân sau cho cái kitchen này. Có reset light hết rồi, những cái modem đi trong cái trần nhà nè. À, cái bếp thì là 5 lò, 5 bếp gas, 5 lò. Ở đây tủ quá trời luôn. Lò nướng ở đây cũng có rồi, máy hút cũng có rồi. Nhưng ở bên đây họ extend ra cho cái kitchen nè. Nó rộng ra, quý vị thấy không? Có thêm lò nướng ở đây nữa. Lò nướng mới, đúng không? Thấy mới nè. Rồi, ở nơi đây có thêm cabinet nè. Tủ lạnh nằm bên đây. Có cooler ở đây, đúng không? Có tủ kính để trưng mấy cái đồ đồ bếp hay hoặc là những chén dĩa ly tách nào đẹp thì mình trưng vô trong mấy cái cửa kính này ha. Rượu để đây, đây khô là bỏ nước này, bỏ nước nước ngọt ở đây để khách tới họ uống. Mình không có nhiều người ta không thích uống đá, ta chỉ uống lạnh lạnh chiêu một chút thôi ha. Sử dụng ngay chỗ này thì ngay cái phòng kitchen này á, Trương thấy có một cái hot bath room mới quý vị, sử dụng cho khi nè khách khứa ăn tiệc tùng á, họ sử dụng cái hot bath ở đây rất là tiện luôn. Mà cái hot bath này nó rộng rãi lắm quý vị nha. Đó cái là nó là cánh cửa đó, nãy Trúc nói là cái lối thứ hai có thể đi ra sân sau đó quý vị. Ở bên đây ngay chỗ cái phòng ăn này quý vị thấy cái nó cũng double door, nãy Trúc chương chỉ đó là hai cái nơi mà có thể mình access ra sân sau ha. Mình có nhiều lối đi như vậy rồi cũng rất là tiện lợi. Lỡ có chuyện gì xảy ra mình đi nhiều đường để mình chạy đúng không? Ngoài cái ngõ gara, ngõ này rất là tiện. Rồi, bây giờ cùng Trúc Trương và Thông Trần đi qua lại cái phòng living room, cái phòng khách này để mình đi khám phá những cái phòng ngủ ở trong nhà nha quý vị. Đây. Như cái phòng đầu tiên là Trúc Trương thấy ngay đây, cái phòng đầu tiên nha. Cái phòng đầu tiên nè, cái phòng ngủ đầu tiên có thì cái tủ đồ thì thật ra nó nằm ngay chỗ này nè. Ở cái phòng ngủ để cái giường bên góc này. Nhưng cái tủ đồ thì ở đây ngày xưa thí dụ như mình làm cái sliding door mình kéo qua hay hoặc cái màn á, bây giờ họ mở ra cho nó rộng thôi. Thực ra cái hướng bên đây là cái tủ đồ mà. Bên đây là cái một cái full bathroom nè quý vị. Một cái full bathroom ở đây nha. Rất là rộng rãi luôn, thấy không? Một cái phòng tắm đứng, cái sink, cái toilet rồi. Đó, ở đây họ mở rộng ra ngay chỗ này để làm luôn cái closet ở trong đây. Để họ làm cái thay vì hồi xưa nó là cái tủ đồ thì bây giờ mình làm giống như để bàn học cho nó rộng thêm phòng, nhưng cái tủ đồ nó dời ra ngoài đây ha. Giống như cái closet nè. Đó, quý vị thấy. Đó, nếu mình đóng cái cửa restroom này lại, đây là cái khoảng tủ đồ nè. Rồi ở bên đây là cái cánh cửa này có thể đi ra sân sau cho cái căn phòng này nha. Có cửa sổ thoáng đó. Cái này đó mình mở cửa ra mình đi ra sân sau, có nghĩa là cái phòng này rất là tiện nếu như mình cho thuê á, hay cho xe gì cũng được, mình đóng lại họ đi cái ngõ này đi ra cũng không sao nha quý vị. Hay hoặc là cái gia đình nào họ muốn ở riêng đó, có con cái nó muốn đi lối đi riêng thì đây cũng rất là tiện lợi quý vị. Trước khi mình đi qua cái phòng kế tiếp thì chúng mình thấy có thêm những cái tủ đồ nè, tủ đồ ha.
ngay cái hồ quê mình đi vô. Đây cái phòng thứ hai nè, không? Đây là cái phòng thứ hai của căn nhà. Cái tủ đồ cũng bên hướng đó đó. Nó nhưng người ta mở ra à, tại stand ra cho nó rộng ra thôi. Thấy không? Cái phòng thứ hai. Thì ngay cái phòng thứ hai này nó cũng có một cái full bathroom ngay chỗ này. Đây nha, cái full bathroom cũng phòng tắm đứng, hả? Cái sink rồi cái toilet ở đây, thấy không? Cái phòng tắm như thế này thì coi như được hai cái master rồi quý vị. Hai cái master. Rồi ngay cái này cũng có cái lối đi ra nè, giống như chú Trương nói nếu muốn cho xe mình đi cái lối đi riêng được ha, cái cánh cửa này đi ra ngoài sân sau á nha. Đó thì toàn bộ những cái sàn nhà đều là bằng gạch, chỉ có gạch bóng, chỉ có cái phòng tắm thì loại cái gọi là khác, đúng không? Nếu như mà phòng tắm mà gạch trơn vậy nó té ha, cái vấn đề safety thì họ làm cái loại gạch khác. Rồi từ cái phòng đó mình đi thêm tới cái phòng này, cái phòng cuối cùng nè. Cái phòng cuối cùng đó là cái master của căn nhà nè quý vị, thấy không? Đó. Đây để hai giường, còn không là mình để nguyên một cái king size vẫn còn rộng, đúng không? Đó. Cái này là hai cái queen đó quý vị ha, hai cái queen, còn mình để một cái king thôi thì nó cũng rộng rãi lắm, đúng không? Ngồi ngay đây là cái phòng tắm của cái phòng master này ha. Ở đây cũng là một cái master đó, cái phòng tắm. Thấy rất là tiện đúng không nè. Quý vị về quý vị ở thôi, cũng không cần làm nhiều. Nếu gia đình đông người ở đây được tới 3 cái restroom rưỡi rồi, đúng không? Rất là tiện luôn. Vậy mình đâu cần làm gì đâu đúng không? Mình cứ thay nhau mà ở sử dụng restroom nhiều, rất là tiện lợi cho căn nhà này. Thì bây giờ cùng chú Trương và Thông Trần đi ra ngoài sân sau của căn nhà nha quý vị nha. Cái lot size tới 7.000 lần quý vị, corner lot nha. Đây, mình đi trở lại cái phòng khách nè ha. Thì có hai cái lối, thì mình đi cái lối này đi. Cái lối này sẽ ra sân sau ha, đi cái phía sau này. Đây, lối này nè, đó, mình cánh cửa này, mình mở nó ra. Mình đi nè, bé này họ sợ ruồi muỗi đó quý vị ha. Cái cái cửa lưới thôi, đó. Đây, mình vừa bước ra cái sân sau thì đây là ngay cái patio nè. Đó, đồ đạc thì người ta để ở đây nấu ăn, nấu uống, sử dụng đồ á. Thì ngay đây là cái sân sau, nếu như mình cái gia đình mình không thích sử dụng đồ đạc nhiều, hay hoặc khi người ta, cái người chủ này người ta dọn đi, thì cái sân này rất là rộng quý vị. Tại hiện tại thì người ta sử dụng đồ nhiều ha, nhiều người, gia đình người ta đông người thì đồ đạc người ta để trong gara cũng không đủ, thì người ta để qua ngoài cái patio thôi. Chứ thực ra ở đây có cây ăn trái đồ nhiều lắm quý vị. Cây mẫn cầu hay cây gì, cây táo tàu gì ở đây nhiều lắm, tại vì cái rác này nó che thôi. Chứ cây ăn trái nhiều lắm nha quý vị, sân vườn cây ăn trái Việt Nam không à. Đó, có block wall xung quanh nè. Tại vì mấy cái nhà nào mình đang ở thì đương nhiên những cái đồ mình sử dụng thì mình thấy nó vậy thôi, chứ thật ra nó rộng rãi lắm nha. Họ tráng cần ri hết rồi. Đó, đây là giống như nhà kho người ta để đồ thôi, chứ không có gì hết. Đây cũng có thêm cái nhà kho chứa đồ nữa nè, nếu mình muốn nha. Có người ở thì bắt buộc mình phải thấy nó hơi nhiều đồ thôi. Chọn ra sử dụng rất là rộng rãi luôn. Nó nhiều quá, người ta phải gắn thêm cái tủ lạnh ngoài đây nữa, tại đông người á quý vị nha. Đông người. Nhưng mà tiện cái ở đây người ta cũng làm thêm cái sinh rồi nè. Đó, máy giặt, máy sấy người ta dời ra đây. Rồi ở đây nè đó, thấy không, bây giờ mình sẽ thấy những cây nhãn nè, cây xoài, hình như cây xoài, đúng rồi. Đó, nhiều lắm, cây bơ, cây táo, cây hồng giòn. Nó đây mẫn cầu nè quý vị, thấy không? Đó, cái vườn cây ăn trái Việt Nam á, vườn cây nhiệt đới đó nha. Đó, ngay ở đây, ôi nhãn lên quá trời nè quý vị. Đây,
có cây nhãn đây nè, à, cây nhãn trái nè quý vị, cây trái đây là cây mãng cầu trái không, mình thấy không, trái chờ lớn chờ Tết đó là mãng cầu cúng được rồi, nhãn nè, đó, thấy không, đang lớn từ từ đó, nhiều lắm cái vườn cây ăn trái thấy thương ghê luôn. Đây rồi, vì thấy là mình đi dài ra đây cũng được. Đây là mình đi dài ra cái phía bên hông kia cũng được, có thêm máy giặt máy sấy nếu như mình cho thuê đó. Ừ, nếu mình cho thuê có máy giặt máy sấy cho những người tenant đó, có máy lạnh rồi, thấy đầy đủ không, nó rất là tiện luôn ha. Ừ, cái căn nhà này nếu như quý vị vừa ở mà vừa cho thuê rất là tiện nha. Đó là tất cả những gì mà Trúc Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị, một cái news listing của chúng tôi tại thành phố biển Huntington Beach với giá bán là 1.370.000. Nhà rộng khoảng 1.530 square feet, cái lot size khoảng 7.000 square feet, có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà xây năm 1961 nha quý vị, ngay cái góc đường Bonsa Chica và đường Adventure, chỉ chạy xuống cái khu Phước Lộc Thọ mình chỉ khoảng 10 phút thôi quý vị, không xa đâu, chạy đường trong thôi nha, đừng có nghĩ là cái hướng này nó quá xa, không có đâu quý vị, cũng ngay khu vòng vòng của khu Lý Đô Sài Gòn mình thôi. Nếu như mà còn quý vị có nhu cầu muốn đi xem căn nhà này hay hoặc là bất cứ những cái căn nhà khác mà Trúc Trương và Thông Trần đang list thì cứ liên lạc với chúng tôi tại 714-717-3691. Chúng tôi là Real Estate Brokers, làm việc 6 quận của miền Nam California. Đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Chúng tôi làm việc 24/24, 7 ngày một tuần, sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Ngoài ra, Trúc Trương và Thông Trần luôn list nhà với cái lệ phí rất là phải chăng cho khách hàng Việt Nam của mình. Và quý vị nên nhớ là cái kênh YouTube này chúng tôi đều có những cái listing đọc hàng tuần, listing mới và những cái buổi open house, những cái buổi đi show nhà chúng tôi đều gửi lên trên cái kênh YouTube này. Những quý vị lần đầu tiên mua nhà nha quý vị, hay hoặc những quý vị đầu tư mua bán, muốn đầu tư tại nước Mỹ này, hay hoặc những quý vị ở phương xa, ở tiểu bang khác, thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ 24/24, 7 ngày một tuần quý vị. Một lần nữa, 714-717-3691 và kênh YouTube Tâm Sự Địa Ốc để đi xem nhà này nhé. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn.